Sự tích xứ ba chưa? Quả dưa ấy nó là chúa tể của một loài quả. Thì theo đồ đồ đại là khi mà quả dưa mà nó đã bị mà nó đã thành dưa ba ấy thì nó có sức, nó có cái, nó gọi là nó có cái khả năng thôi miên mọi người và động vật mọi người. Tôi không biết là tôi vừa lên tôi làm sao nữa, nhưng mà cảm giác là lúc đấy tôi đang mơ màng, tôi đang kiểu là kinh lắm, nói chung là tôi không muốn kể lại nữa. Ôi kinh quá. Thì hôm nay tôi sẽ thử cứu sống lại quả dưa ấu này nha mọi người nhé. Tôi có một cái thứ thức uống, đó là tôi sẽ thắp hai nén hương và tôi sẽ lấy cái tàn hương này tôi pha chế vào với hỗn hợp gọi là nước sự sống mọi người nhé. Nước sự sống này sẽ tí nữa tôi sẽ cho quả dưa ấu này uống. Đây mọi người nhìn xem này, đó tôi đã bỏ mồm nó ra thì tí tôi nó tôi sẽ cho nó uống nước sự sống. Nước sự sống với mọi người nhé, đấy gọi là nước sự sống nhé. Đấy mọi người xem là nó sẽ kinh hồn như thế nào. Yêu kinh quá. Tôi sẽ cho uống nước sự sống để xem là nó sẽ như thế nào nhé mọi người nhé. Đây mọi người nhé, tôi sẽ dùng cái lọ nước sự sống này để tôi cứu sống quả dưa ấu ba này, xem là nó sẽ như thế nào nhé. Khi mà quả dưa ấu để nó sống dậy nó sẽ như thế nào nhé. Nước sự sống. Nước sự sống là mình không muốn nhé. Nếu mà mình uống vào thì nó sẽ trường sinh bất lão, nhưng mà tôi không muốn trường sinh bất lão nên là tôi sẽ không uống. Đó đó, tôi sẽ lấy một chút tàn hương. Đó ok, đó rồi uống placebo, trộn đều nó lên. Ok, đây là quả ớt đỏ mọi người nhá. Tôi sẽ lấy một chút vỏ của quả ớt đỏ này. Một chút thôi, trộn nó lên. Tôi sẽ lấy một chút vỏ quả su su này nữa. Chính xác hơn là một ít gai của quả su su đây mọi người ạ, chứ không phải một ít vỏ nhé. Một ít gai thôi. Đây tôi sẽ lấy một ít gai. Cứu sống quả dưa hấu này bằng nước sự sống nha mọi người nhá. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Chai nước sự sống nha. Tôi sẽ cứu sống quả dưa hấu này bằng nước sự sống xem nó sẽ như thế nào mọi người nhá. 1 2 3 Kinh khủng quá mọi người. Wow.
Wow, thật là kinh khủng mọi người, như này. Quả dưa hôm nay mọi người nhìn rất là kinh khủng đúng không? Ui. Ui, quả dưa hấu ma nhìn kinh chưa? Đó. Ui, trông nó kìa. Rất kinh khủng. Ui, sợ chưa? Mọi người nhìn nó rất là kinh khủng luôn. Tôi sợ quá, tôi phải mở cửa, chạy ra mở cửa thật nhanh mọi người ạ. Sợ chưa? Wow. Đi xếp vào mọi người. Đây là gì này? Ui, đấy, trông rất là kinh khủng. Quả dưa hấu ma. Ok mọi người nhìn này, quả dưa hấu nó vẫn lở ra những cái bọt tuyết này. Wow. Đó. Nó ăn trọn gần cái bàn rồi mọi người ạ. Nhìn xung quanh xem. Đây quả táo chuông này. À đây là quả ớt chuông này. Còn quả su su thì bị nó nuốt trọn rồi mọi người ạ. Đó. Wow. Trông rất kinh hồn. Trông quỷ của tôi kìa. Đây, con dưa hấu ma đây.
Nhưng bà Tuyết rất hay mọi người ạ. Ok mọi người nhá, vậy là tôi vừa đã cứu sống được quả dưa ống ma này. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì về quả dưa ống ma này thì hãy đăng ký kênh và nhắn tin cho tôi để tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của mọi người nhá. Còn bây giờ thì sẽ phải đi vứt quả dưa ống này đi, không thể để nó phun trào ra những cái bọt khí này được.